Chiều hôm qua, Bộ Tư lệnh dùng 3 hải quân vừa tổ chức tặng quà cho các chủ tàu cá, ngư dân đến bắc xa bờ ở Âu Thuyền, Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Bộ Tư lệnh dùng 3 hải quân tặng quà và trao 50 lá cờ tổ quốc, trao 60 phao tròn giảo phao đến bà con ngư dân đang neo đậu tàu thuyền ở Âu Thuyền, Thọ Quang, đồng thời thăm hỏi tặng quà hai cháu là con ngư dân được nhận đỡ đầu. Bên cạnh hoạt động bảo vệ dùng biển đảo của Tổ quốc, nhiều năm qua, Bộ Tư lệnh dùng 3 hải quân triển khai nhiều chương trình hướng dẫn người dân hỗ trợ bà con yên tâm bám biển như chương trình hải quân làm điểm tựa cho người dân dương khơi bám biển đã cấp phát 180 bộ tài liệu tờ rơi, 600 lá cờ tổ quốc, 140 áo phao tặng các tàu đánh bắt xa bờ. Đặc biệt, dùng ba hải quân đã nhận đỡ đầu 12 cháu nhỏ là con ngư dân hoàn cảnh khó khăn ở 7 tỉnh thành phố khu vực gian biển miền Trung.